I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan và review qua được cái resort mình đang ở này ha. Cái resort này có tên là Sweet Bell Resort, một trong những cái resort đẹp nhất tại Đà Lạt và nằm ở vị trí là Hồ Tuyền Lâm thuộc phân khu 78 của Đà Lạt. Thì cái resort này nó nằm ở cách trung tâm Đà Lạt khoảng cỡ 20 km. Thì ở đây đến đây bạn sẽ thấy một cái phong cách kiến trúc đặc trưng, đó là theo phong cách Pháp, có một cái sảnh tiền rất là rộng và thoáng như này. Một bên là view núi, bên là hồ bơi và sân golf. Thì tùy vào cái nhu cầu của mình mà mình có thể đặt cái phòng mà theo view phù hợp nhá. Nhưng mình cái view của mình đây là view nhìn thẳng xuống hồ bơi và view núi ha. Thì có cái mặt bên kia là view sang sân golf. Sweet Bell Tuyền Lâm là một trong những resort được quản lý theo tập đoàn Sweet Bell Hotel của Thụy Sĩ, là một trong những cái nơi có mang phong cách đồi núi và được một cái tập đoàn đầu tư của Thụy Sĩ rất là nổi tiếng sử dụng và khai thác ở nơi đây. Ở trong hành trình này thì mình đi cùng hai cô bạn trong cái thực hiện dự án cùng tập đoàn Hanwha về bảo hiểm này. Và trong cái dự án này bọn mình đến đây nghỉ ngơi cũng như là thực hiện một số cái bộ ảnh để phục vụ cho cái dự án đợt này. Tuy cách trung tâm thành phố 20 km thôi, nhưng mà các bạn có xe bus để đưa các bạn vào trung tâm thành phố nghỉ ngơi ha. Khoai môn lễ phố 130.000. A la carte menu. Nhìn nhắm cái này chắc không ăn được chiều quá. Mắc quá à. Ấy có cơm chiên nè. Cơm chiên một phần 210.000. Rồi bỏ đi mấy bạn. Tàu hũ. À. Tàu hũ kho tổ 65.000 khả thi nè. Đậu khuôn chiên khả thi. Chị 30.000. Bánh lăng 30.000. Thôi mình sẽ thử một món. Chuyên mục review phòng tắm. Trời đất ơi, chị mặt bần quá. Tại vì thời tiết lạnh nên ra là mình phải ăn mặc bần cùng như thế này. Đây là câu quỷ bạn, đây là chú Toàn, đây là phòng tắm. Nhưng mà chắc là tạm thời không thể dùng được cái bồn này trong ngày hôm nay rồi, bởi vì đang bị dâu. Trong đây có phòng tắm đứng nữa, nhưng mà cái gương thì xinh luôn. Trong đây là chắc có tủ đồ và không có gì để nói. Nếu mà mấy ông coi thường thì cháu sẽ biết đây là vali của tôi. Giường này của chú Toàn, giường này của Khương, giường này là xe của Louis nè. Khương đang toi ngoài trời như thế nào. À, Khương đang muốn nhảy. Ok, Khương nhảy đi. Có một trái tim này. Đâu có một trái tim. Đấy. Ok, thấy rồi. Đây là view ở ngoài phòng mình. Mình chọn phòng mountain view. Ở đây có hai loại phòng, một là mountain view, hai là gold view. Phòng mình gold view thì nó sẽ gọi là hình như là thấy được sân gold thôi với lại núi. Ủa, này cũng ra núi mà. Đó là hồ bơi. Dạ, con chị là bị rụng dâu rồi không bơi được. Ở dưới đây có gì không? Tụi mình trên tầng 5 lận. Bây giờ sẽ vào thay đồ tắm rửa, chụp choạc một số thứ. Ok, và sẽ đi kiếm gì ăn. À, cho con đi bơi nữa. Đi bơi nha mày. Đi bơi, mặc bikini nha mày. Bikini. 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 Ok.
Điều mà mình rất thích ở cái resort này là nó không gian khá là mở và đón ánh sáng mặt trời, quầy lễ tân sang trọng hiện đại, nhân viên ở đây rất là thân thiện. Và mình tới khá sớm nhưng mà vẫn nhân viên vẫn làm thủ tục check in cho mình cũng như là có đa đa. Buổi sáng thì ở đây khá là nhiều món ăn và có từ các món Âu Á, thậm chí là những cái món phở và đặc trưng ở đây thì vẫn có. Đặc biệt ở đây có những cái món bánh cực kỳ là ngon nha các bạn. Sau khi ăn sáng xong thì bọn mình tranh thủ ra chụp hình cũng như là thực hiện một số cái phân cảnh mà còn sót lại. Buồn quá khi mà đang chụp hình thì trời lại đổ mưa, nhưng mà may quá mưa có 15 phút rồi vẫn hoàn thành được một số cái phần cảnh trong kịch bản. Nghỉ ngơi tắm táp một xíu rồi cuối cùng cả nhóm lên thu dọn hành lý và bắt đầu chuyển sang một cái homestay khác có tên là Wilderness ở gần đó. Các bạn hãy nhớ xem cái clip đó ở phía sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp tới review về nhà hàng khách sạn của mình, khám phá những cái hành trình của mình nha. Bye bye.